Sáng ngày 26 tháng 5, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ mâu thuẫn đâm chém nhau giữa hai nhóm thanh niên tại quán nhậu làm một người chết, một người bị thương nặng. Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 25 tháng 5, hai anh em Hà Công Son, 38 tuổi và Hà Công Thạnh, 34 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, cùng với 6 người khác tổ chức nhậu tại quán resort ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Lúc này, bàn kế bên có một nhóm thanh niên khác, khoảng 4 người cũng đang nhậu. Trong lúc nhậu, nhóm của anh Son và nhóm thanh niên này có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đâm chém nhau. Hậu quả anh Son bị đâm trúng người, còn anh Thạnh bị đâm ở vùng cổ. Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Son đã tử vong sau đó. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân anh Son tử vong do mất máu cấp với vết thương xuyên thấu ngực, thủng phổi. Hiện cơ quan công an đang truy bắt nhóm thanh niên trên để phục vụ công tác điều tra.